Xin chào tất cả mọi người, xin chào 217 bạn đang lên tương tác. Xin chào bạn Triệu Thiên Nhi, Lương Nguyễn, Phương Thanh, Nguyễn Đình Khoa. Xin chào mọi người nhé. Chào Hoàng Huân ạ. Xin chào bạn Bùi Lê Duy Long, chào Duyên Lê. Hôm nay người đầu tiên mà mình sẽ giải đáp thông tin thời tiết cho người đó thì sẽ là Duyên Lê nhá. Xin chào Duyên Lê, Duyên Lê muốn biết thời tiết ở Hà Tĩnh đúng không? Ở Hà Tĩnh thì ngày mai về cơ bản cũng giống như rất là nhiều những nơi khác của miền Trung thì sẽ có thời tiết là tạnh ráo và nắng nhiều là chủ đạo. Ở Hà Tĩnh ngày mai thì trưa chiều trời nắng và nhiệt độ ở đây là từ 21 cho đến 29 độ. Như vậy Hà Tĩnh ngày mai có mức nhiệt rất là vừa phải ạ. Còn đẹp hơn, thậm chí còn đẹp hơn ở miền Bắc. Đẹp hơn ở miền Bắc ngày mai sẽ hơi nóng một chút. Còn 29 độ ở Hà Tĩnh ngày mai thì là một mức nhiệt rất là vừa phải. Chúng ta chưa cảm thấy bị nóng. Xin chào Nguyễn Huyền, Bắc Giang có mưa không ạ? Ngày mai chưa có mưa đâu bạn ơi. Ngày mai thì toàn miền Bắc đều là tạnh ráo và nắng nhiều và thậm chí là chúng ta cảm thấy là hơi nóng một chút và các bạn sẽ chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là háo nước. Và với thời tiết như thế này thì chúng ta hãy lựa chọn những cái trang phục làm sao cho nó mát mẻ, rộng rãi và các bạn đừng quên là hãy mang theo bên mình một cái bình nước nhé. Uống nước bất kể khi nào mình nhớ ra, không cần phải khát. Nhớ ra cái là chúng ta uống nước luôn sẽ rất là tốt cho cơ thể. Cơ thể chúng ta liên tục được thanh lọc và không bị háo nước. Xin chào bạn Hà Vít. Xin chào khán giả Loan Phạm. Hộ chị cái mai chị mừng thọ ông của bạn chị. Vâng ạ, chị Loan Phạm ơi, chị muốn biết thời tiết ở đâu ạ? Em chưa nhìn thấy chị Loan Phạm đặt câu hỏi, không biết là chị đang muốn hỏi thời tiết ở đâu. Nếu mà chị Loan Phạm ở thời tiết ở miền Bắc và miền Trung thì chị Loan Phạm yên tâm bởi vì là ngày mai thì hai khu vực này thời tiết đều ổn cả, không có gì đáng lo ngại đâu chị Loan Phạm nhé. Kể cả khu vực Nam Bộ thì chỉ lưu ý một chút là mưa về chiều tối thôi chứ còn ban ngày vẫn có nắng mà. Thế nên về cơ bản ngày mai mọi miền của đất nước là chúng ta cũng sẽ thấy là thời tiết khá là ok, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung. Chỉ có miền Nam thì miền Nam và Tây Nguyên, đặc biệt là khu vực Nam của Tây Nguyên và miền và cả Nam Bộ thì ngày mai sẽ có mưa dông mạnh về chiều tối thì chúng ta phải lưu ý thôi. Còn nếu như mà chúng ta có các hoạt động nào đó vào buổi sáng này hay là buổi trưa thì thời tiết vẫn rất là ok, cũng không có vấn đề gì cả. Thì đấy là cái thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin chào khán giả Tranh Đào, cuối tuần ở Sầm Sơn Thanh Hóa có mưa không anh ơi? Theo dự báo là đến Chủ Nhật thì sẽ có mưa, còn lượng mưa cụ thể như thế nào thì bạn hãy chờ thêm nhé. Trong các cái bản tin thời tiết diễn ra vào khoảng thứ 6, thứ 7 chúng ta cập nhật nó mới chính xác được. Còn tạm thời từ giờ cho đến thứ 7 thì vẫn là trạng thái nắng nhiều, nắng khô. Cái tình trạng này vẫn chưa được cải thiện mọi người ạ. Như ngày hôm nay những ai ở Hà Nội đúng không? Và nhiều nơi khác của miền Bắc mọi người sẽ thấy là thời tiết rất là khô, rất là nóng và chúng ta sẽ cảm thấy là hơi háo nước một chút. Hơi háo nước một chút, các bạn chú ý là bổ sung nước cho cơ thể nhé. Một ngày hãy uống đủ 2 lít nước nha. Ngay cả khi chúng ta không khát thì cũng hãy uống nước. Xin chào khán giả Tranh Đào, chào Mai Anh, chào Hoài Nhàn. Cuối tuần mưa vừa hay mưa to anh ơi, em ở Vĩnh Phúc, Triệu Thiên Nhi. Triệu Thiên Nhi thân mến, theo dự báo thì những cơn mưa lượng nó cũng gọi là vừa phải thôi chứ không có mưa lớn. Nên là tạm thời thì chúng ta cũng không cần phải đáng quá lo ngại bạn nhé. Tất nhiên là thời tiết thì nó cũng rất là vô cùng, nhiều khi dự báo như vậy nhưng mà nó thay đổi liên tục. Nên là để mà chính xác nhất ấy, thì sát ngày Triệu Thiên Nhi hãy cập nhật các cái thông tin dự báo thời tiết nhé của VTV, đặc biệt là trên kênh VTV1 thì lúc đấy mình sẽ có cái thông tin cụ thể hơn về lượng mưa, nó sẽ chính xác hơn. Xin chào khán giả Muội Muội, xin chào Bình Diệp. Thời tiết ở Huế ngày mai như thế nào ạ? Huế là một nơi thuộc khu vực miền Trung, chúng ta xem. Huế thì thời tiết rất là đẹp. Trong 7 ngày tới, Huế thời tiết đều đẹp cả, đều là tạnh ráo và nhiệt độ rất là vừa phải. Ngày mai ở đây nhiệt độ là từ 21 đến 26 độ, nói chung là rất là lý tưởng. Những ai mà du lịch tới Huế vào thời điểm trong một tuần tới hoàn toàn yên tâm về thời tiết, rất là đẹp. Anh ơi, thời tiết ở Hòa Bình thế nào ạ? Đây là câu hỏi của bạn Bình Bèo. Xin chào bạn nhé. Hòa Bình ngày mai giống như nhiều nơi khác của miền Bắc thôi, vẫn là tạnh ráo nắng nhiều và chúng ta sẽ cảm thấy nóng và khô. Ở Hòa Bình thì sẽ có mức nhiệt là từ 18 cho đến 32 độ. Như vậy là buổi tối thì trời lạnh,
buổi tối thì trời lạnh, còn ban ngày thì lại khá là nóng. Và ở đây Thanh Tùng thấy một cái điểm rất là đặc biệt ở Hòa Bình này là cái chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực kỳ là lớn. Ban đêm là 18 độ mà ban ngày lên tới tận 32 độ. Như vậy các bạn có thể làm một phép trừ là chúng ta thấy là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm là 14 độ, tức là một cái mức chênh rất lớn. Bình thường chỉ chênh trên 10 độ thôi cũng đã là lớn rồi. Ở đây là chênh 14 độ. Cơ thể của chúng ta nếu như mà ai mà sức đề kháng không tốt này, rất là dễ mắc các bệnh về đường hô hấp ấy. Mọi người chú ý nhá. Như vậy là ban đêm thì chúng ta sẽ phải giữ ấm cho cơ thể nhé, không được chủ quan, không được tắm nước lạnh. Thế còn ban ngày thì chúng ta cũng chú ý là không đi ra ngoài trời nắng quá lâu, hạn chế di chuyển trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều là tốt nhất. Và nếu mà đi ra ngoài đường là chúng ta phải có mũ nón đầy đủ, các bạn hãy mang kính mát rồi là bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng, đội mũ, mang ô, vân vân. Tìm các cái biện pháp để chúng ta có thể tránh được nắng mọi người nhé. Chào bạn Triệu Thiên Nhi, chào Thảo Hiền. Lê Duy Long xin chào bạn nhé, chúc một buổi tối vui vẻ nhé. Chào bạn Trần Lợi xin chào bạn Hoàng Thị Lan. Chào Nguyễn Huyền. Hà Tĩnh ngày mai thời tiết vừa phải, khán giả Võ Duẩn thân mến ạ. Trời nắng ráo, nhiệt độ vừa phải, không quá 30 độ, rất là ok. Như vậy là miền Trung chúng ta thấy là thời tiết tốt lên rất là nhiều mọi người nhé. Ngày mai chỉ rất là ít nơi của khu vực miền Trung thì mới có mưa thôi. Ví dụ như ở đây Thanh Tùng thấy là có Tuy Hòa là ngày mai sẽ có thể là có mưa dông. Mưa Nha Trang cũng có thể có mưa, còn lại thì hầu như là miền Trung rất là ít nơi mà có mưa. Thời tiết đều là tạnh ráo, nắng nhiều cả và nhiệt độ rất là vừa phải. Khu vực miền Trung thì hầu như là không vượt quá 32 độ. Nóng nhất thì chỉ có Phan Thiết là 32 độ thôi. Còn lại thì hầu như chỉ đến 30 hoặc cùng lắm là 31 độ thôi ạ. Cuối tuần này Hà Nội thời tiết thế nào bạn ơi? Khán giả Thiên 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 à, Thiên Trang Nguyễn, nắng sẽ kéo dài cho đến thứ bảy, nắng khô kéo dài đến thứ bảy, sau đó đến chủ nhật thì sẽ chuyển mưa dông bạn nhé. Như vậy chúng ta có thể thấy là ngày mai là thời tiết đều là nắng ráo ở miền Bắc này. Miền Trung thời tiết cũng là nắng ráo, chỉ một vài nơi rất là ít thôi mới có mưa. Nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung về cơ bản là sẽ không vượt quá 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì ngày mai cũng không quá nóng đâu, chỉ có Biên Hòa là có 32 độ thôi. Xin lỗi, Biên Hòa là 33 độ, còn lại thì thành phố Hồ Chí Minh 32 độ và một số nơi khác cũng là dưới 32 độ. Như vậy về nhiệt độ thì cũng không đáng lo ngại, nhưng mà chúng tôi lưu ý là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai thì về chiều tối sẽ có thể tái diễn cái hiện tượng là mưa dông mạnh, mọi người hãy chú ý nhé khi di chuyển. Mưa dông mạnh thì có thể gây ra hiện tượng ngập úng cục bộ tại những cái vùng trũng thấp ven sông rồi các khu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Cần Thơ, cái khả năng mà bị ngập úng cục bộ là có thể có nhé. Ngoài ra thì mưa sau một ngày trời nắng cũng có thể đi kèm theo lốc sét hay là gió giật mạnh, thì cũng có thể là gây nguy hiểm cho chúng ta. Tốt nhất là mọi người đừng cố di chuyển ở ngoài đường khi mà trời có mưa dông nhé. Chúng ta hãy tạm thời tránh trú và khi nào đó mưa tạnh rồi thì chúng ta mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn. Bởi vì là chúng ta cũng không thể nói trước được mọi người ạ. Đã có những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra khi mà sét đánh nhé, sét đánh trúng người nhé, thậm chí là thiệt mạng, thậm chí là đấy nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta không thể nói trước được đâu mọi người ạ. Những cái rủi ro đó nó có thể rình rập ở xung quanh chúng ta bất kể đâu. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Chính vì vậy chúng ta cẩn thận thì vẫn là hơn. Mưa dông là mọi người nên dừng xe và tìm cái nơi trú ẩn an toàn đã. Sau đó thì nơi trú mưa, nghe trú ẩn thì hơi hơi nghiêm trọng, nhưng nơi trú mưa an toàn đã. Mưa xong đi hoặc là đã ngớt hẳn đi thì chúng ta mới tiếp tục di chuyển mọi người nhé. Như vậy là những khán giả mà ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai đi học đi làm là chúng ta cũng sẽ phải chú ý là chúng ta mang áo mưa đi nhá. Nếu đi xe máy xe đạp là phải mang áo mưa đi. Bởi vì là về chiều tối là sẽ có mưa khá là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như vậy là Thanh Tùng cũng đã điểm qua cùng mọi người những cái thông tin thời tiết cơ bản về ngày mai trên mọi miền của đất nước. Miền Bắc thời tiết
cũng gọi là được được tạm ổn, hơi khô một chút nhưng mà được cái là không, chưa quá nóng, chưa quá nóng. Miền Trung thì thời tiết rất là đẹp, nhiều nơi dưới 30 độ, chỉ có Phan Thiết là 32 độ là cao nhất. Thế còn khu vực Nam Bộ thì cũng nắng không không gọi là cường độ không quá mạnh, nhưng mà ngày mai sẽ có mưa dông về chiều tối, thì mọi người hãy chú ý. Thì thời tiết ngày mai nó chỉ có những cái thông tin như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào bản tin thời tiết sau chương trình thời sự tối ngày hôm nay nhé. Bây giờ các bạn hãy bật sẵn kênh VTV1 nha. Bây giờ các bạn hãy bật sẵn VTV1 và theo dõi bản chương trình thời sự đi. Hết chương trình thời sự là đến 19:40 thì Thanh Tùng sẽ lại gặp các bạn trong bản tin dự báo thời tiết nhé. Kênh VTV1 nhé mọi người. Xin chào nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.